Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp, thì hôm nay em xin trình bày cái đề tài về giá trị thiên lượng sống của các bệnh nhân ARDS nặng được điều trị bằng kỹ thuật ECMO, tĩnh mạch tĩnh mạch. Kính thưa các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp, thì trong những năm vừa qua thì cái bệnh nhân ARDS là một trong cái khái niệm quen thuộc đối với các bác sĩ hồi sức cấp cứu, và cái này thì nó chiếm khoảng 10,4% trong các nghiên cứu đa trung tâm trên toàn thế giới. Và cái tỷ lệ tử vong mặc dù đã có rất nhiều phương pháp điều trị nhưng mà tỷ lệ tử vong còn rất cao, từ 22 đến 41%, mà ở đến nhóm nặng thì tỷ lệ tử vong còn tăng hơn nữa. Tỷ lệ tử vong nguyên nhân là chính là do giảm tình trạng giảm oxy máu, và nó chiếm khoảng 20% trong tổng số tất cả bệnh nhân ARDS. Có nghĩa là chúng ta có 10 bệnh nhân ARDS thì chúng ta sẽ có hai bệnh nhân là nặng mà giảm oxy máu không đáp ứng với điều trị. Thì cái biện pháp ECMO là một cái giải pháp cứu nguy. Đây là một cái giải pháp mà trong tình huống chúng ta dùng các biện pháp như thở máy, chúng ta nằm sấp, chúng ta lọc máu và tất cả biện pháp khác không đáp ứng, thì lúc đấy chúng ta làm ECMO. Trong những năm gần đây thì trong 2 năm gần đây thì cái việc mà mọi người quan tâm nhiều đến ECMO là một trong cái bệnh đại dịch cúm, đại dịch COVID-19, nó làm cho rất nhiều bệnh nhân bị hấp nặng. Như tuy nhiên tình huống đại dịch thì chúng ta cũng không thể triển khai ECMO ồ ạt được, mà chỉ có một số bệnh nhân nặng mà một số trung tâm có thể triển khai được. Qua đấy thì chúng ta thấy là các cái nghiên cứu trong thời gian vừa qua thì điều trị ECMO có vẫn một số cái vấn đề khó khăn. Mặc dù nó đã phát triển từ năm 1953 đến tuy nhiên đến tận năm 1979 thì mới có những nghiên cứu báo cáo, và từ giai đoạn từ 1979 đến năm 1994 thì các nghiên cứu có vẻ như là tiến hành muộn, nên là các cái hiệu quả ECMO không có và bị gần như là có bị chững lại một thời gian rất dài. Sau đấy thì có các cái nghiên cứu khác thì nghiên cứu thấy tỷ lệ ECMO sống từ 47 đến 66%. Tuy nhiên là đến sau năm 2009 gọi là đại dịch cúm AH1N1 ở Mexico xảy ra, và các nước người ta đã áp dụng kỹ thuật ECMO một cách sớm hơn, rộng rãi hơn, và thấy tỷ lệ cứu sống đến giai đoạn 2013 cho đến 2015 nó bùng nổ về kỹ thuật ECMO, và nó gần như cứu cánh cho chúng ta trong trận đại dịch COVID vừa qua. Ở Việt Nam thì các nghiên cứu về ECMO thì cũng đang trong quá trình tiến hành. Ở bệnh viện Bạch Mai thì chúng ta đã tiến hành từ năm 2010, và sau đấy 2013 và đến 2015 thì cũng là một bước tiến về ECMO song hành với các cái hướng dẫn của trên thế giới. Về ECMO thì đây là một cái kỹ thuật mà nó có rất nhiều gọi là kỹ thuật cao, với rất nhiều biến chứng tiềm ẩn như chảy máu, huyết khối, nhiễm trùng, và đặc biệt là chi phí cũng còn rất cao. Cái phần chi phí hiện nay trung bình cho một bệnh nhân ECMO thì 4 đến 500 triệu. Và việc tiên lượng cứu sống cho bệnh nhân để chúng ta giúp cho lựa chọn những bệnh nhân phù hợp, và chúng ta cũng không 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 dè dặt quá trong cái vấn đề chỉ định, cũng như là chúng ta không quá đà trong chỉ định, vì một số trường hợp tiên lượng nặng quá mà chúng ta chỉ định ECMO thì cũng không mang lại lợi ích cho người bệnh. Thế chính vì vậy nên là việc mà các cái yếu tố ảnh hưởng như là tuổi, rồi các tình trạng miễn dịch, cơ thở máy của ECMO và các cái yếu tố căn nguyên gây ra ARDS cũng đã được và nhiều tác giả trên thế giới báo cáo và được xem như là cái yếu tố về tiên lượng. Các cái biện pháp khác như điều trị trước ECMO, về tình trạng có hay không có ngừng tuần hoàn trước ECMO, thì trên thế giới có một số thang điểm đã được đưa vào cho bệnh nhân ARDS được làm ECMO tĩnh mạch như điểm sang thang điểm Z, thang điểm Preserver đã được nghiên cứu. Về trong đề tài này thì mục tiêu của chúng em là nghiên cứu cái giá trị tiên lượng sống của các bệnh nhân ARDS nặng được điều trị bằng kỹ thuật ECMO tĩnh mạch. Về tổng quan thì ARDS là một cái hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, và cái này thì nó được đặc trưng bởi 3 yếu tố: thời gian khởi bệnh trong vòng 1 tuần, và cái tình trạng suy hô hấp hoặc là tình trạng suy hô hấp mới nó mới xuất hiện là tồi đi, cái tổn thương trên X quang này lan tỏa cái phổi mà chúng ta không giải thích được bằng các nguyên nhân khác như tràn dịch màng phổi, xẹp phổi, và các trường hợp mà bệnh nhân có nguồn gốc của phù phổi đấy không phải do suy tim, chúng ta loại trừ suy tim. Một trong cái thay đổi so với được hội nghị đồng thuận ông Mỹ năm 1994 là người ta cũng phải đo mỏi ít, tuy nhiên định nghĩa Berlin năm 2012 thì nó không còn cái khái niệm đo áp lực mong manh của ít. Và bên cạnh đấy thì người ta cũng chia ARDS thành 3 mức độ: nặng, nhẹ và mức độ vừa. Nó thay cho cái mức độ cho Ali tổn thương phổi cấp trước đây bằng mức độ nhẹ với PNF từ 200 cho đến 300. Còn mức độ nặng và mức độ mà PNF dưới 100 với ít từ 5 cm nước trở lên. Đây là một trong cái đối tượng mà chúng ta cần tâm để phân loại này. Thì mục đích của các tác giả đưa ra các phân loại thì các tác giả thấy là việc phân loại nó đóng vòng đến gần 50%, đó là chúng ta có một số nửa số bệnh nhân tử vong, nhưng tuy nhiên nhóm nhẹ thì cũng có đến 30% bệnh nhân tử vong, là chúng ta thấy là tỷ lệ bệnh nhân càng nặng thì tỷ lệ tử vong càng cao.
Về điều trị thì chúng ta nhìn có để điều trị cho một nhân ADHD nặng, chúng ta từ các thuốc đầu những biện pháp cơ bản như chúng ta phải sử dụng thuốc an thần giãn cơ, chúng ta cân bằng dịch, chúng ta sử dụng các kháng sinh để điều trị bệnh nền như viêm phổi hoặc là kháng virus trong điều trị như bệnh như COVID-19 nhỉ. Chúng ta lọc máu để loại bỏ các cytokine để loại giảm các cái tình trạng hậu quả của cơn bão cytokine dinh dưỡng và chúng ta điều trị nguyên nhân, ví dụ như bệnh nhân có viêm tụy cấp hoặc các bệnh nhân kèm theo. Về các cái biện pháp về trong thông khí nhân tạo thì cái là một trong yếu tố mấu chốt và để được đưa vào để hướng dẫn là VT thấp gọi là theo chiến lược bảo vệ phổi, sau đấy là huy động phế nang hoặc nằm sấp. Tuy nhiên tất cả các biện pháp này nếu trong trường hợp nó không đáp ứng hoặc là tiến triển nhanh quá thì chúng ta sẽ chuyển đến một cái gọi là ECMO, gọi là kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể. Về kỹ thuật các biện pháp điều trị ECMO đều điều trị ARDS thì có mục đích theo chiến lược bảo vệ phổi là một trong cái quan trọng nhất và người ta thấy là cái này là phổ biến và ban đầu thì tất cả cơ sở y tế đều phải cơ sở hồi sức đều phải đến thực hiện. Chúng ta dùng các cái mục tiêu là cứu người về oxy và hạn chế ngộ độc oxy. Mục tiêu của PEEP là huy động oxy và mở các phế nang. Tất cả các nghiên cứu thì nó cũng chứng minh là nó có cải thiện tỷ lệ tử vong so với thông khí truyền thống và cái này đã được đưa vào từ năm 2000 cho đến bây giờ là 20 năm vẫn tiếp tục giữ giá trị. Về các biện pháp thông khí nằm sấp thì cần phải áp dụng sớm và nếu bệnh nhân không có chống chỉ định thời gian nằm sấp từ 6 giờ cho đến 8 giờ có thể kéo dài đến 20 giờ và có một số tác giả cũng đã nghiên cứu là cái tỷ lệ tử vong là một số thì có gọi là chưa có nghiên cứu kết luận chắc chắn, một số tác giả thì thấy là tỷ lệ tử vong trong 28 ngày thì không có sắc khác biệt nhưng tuy nhiên là các tác giả khác thì đấy có cải thiện oxy và cải thiện cả tỷ lệ tử vong và như tác giả Mora thì chúng ta thấy đây là một kỹ thuật an toàn và giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ARDS nặng. ECMO là một kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể thì chúng ta thấy biết là máu nó được hút ra từ một tĩnh mạch lớn, sau đấy nó qua hệ thống bơm ly tâm từ trường và qua màng trao đổi oxy nó làm giàu oxy trở về cái tĩnh mạch cảnh chủ trên hoặc là các tĩnh mạch đùi tương ứng và khi đấy thì máu trộn với cái máu gọi là của cơ thể bệnh nhân và đi nuôi cơ thể. Về chỉ định và chống chỉ định thì rất nhiều tác giả trên thế giới đã đưa ra các chỉ định và chống chỉ định của ECMO. Tuy nhiên bây giờ thì có hướng dẫn của ELSO năm 2017 và chúng ta biết là chỉ định tổn thương phổi mà có khả năng hồi phục mà không đáp ứng trong trường hợp phổi có khả năng hồi phục mà không đáp ứng các biện pháp điều trị truyền thống khi mà PO2 oxy PO2 trên FiO2 có là tỷ lệ VT/NF dưới 80 mét thủy ngân thì lúc đấy chúng ta chỉ định ECMO hoặc trường hợp tăng oxy CO2 mà không kiểm soát được thì chúng ta cũng chỉ định ECMO thì có nghĩa là chúng ta thấy là bệnh nhân hoặc là giảm oxy máu nặng quá hoặc là phổi cứng quá mà không có khả năng trao đổi CO2. Để chống chỉ định thì các bệnh mà bệnh như ung thư tiến triển hoặc là bệnh nhân bệnh phổi mãn tính xơ phổi hoặc là cái khả năng trên nền bệnh nhân suy giảm miễn dịch như ung thư tủy mà các bệnh nhân ghép tủy và dùng các ức chế miễn dịch kéo dài thì những trường hợp này chúng ta cũng không chỉ định hoặc là chúng ta đấy là những cái vấn đề quan trọng. Thì từ năm 2015 thì đã có một cái khuyến cáo của ELSO gọi là khuyến cáo chính thức thì chúng ta người ta cũng đã đưa vào và sau này thì chúng ta cập nhật thêm các cái bản khác thì ELSO lần đầu tiên khuyến cáo là đối với các trường hợp siêu hấp mà giảm oxy máu tiên phát hay thứ phát thì người ta đều có chỉ định và chúng ta hồi sức mà không quá 6 giờ có đây là một bước tiến mới là chúng ta thời gian hồi sức thời gian là nó rút ngắn hơn rất nhiều so với trước đây và cân nhắc là trong trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ tử vong trên 50% có nghĩa là bệnh nhân có tỷ lệ PNF dưới 150 với điểm Murray score từ 2 đến 3 điểm hoặc kèm theo FiO2 là trên 90% hoặc là bệnh nhân có trường hợp nguy cơ tử vong trên 80% có nghĩa là bệnh nhân này có tỷ lệ VTNF dưới 100 với FiO2 trên 90% và hoặc điểm Murray score từ 3 đến 4 điểm tăng CO2 máu dai dẳng mà không kiểm soát được với tình trạng bệnh nhân phải thở máy mà phải duy trì plateau trên 30 cm nước hội chứng rò rỉ khí hoặc bệnh nhân cần đặt ống nội khoản để ghép phổi hoặc bệnh nhân đột ngột ngừng tuần hoàn đã tắc mạch phổi hoặc tắc nghẽn đường thở về chống chỉ định đó là thở máy kéo dài trong trên 7 ngày thì lúc đấy người ta cũng chống chỉ định với ECMO và thở máy mà kéo dài mà lại FiO2 cao cộng với là plateau cao bệnh nhân suy giảm miễn dịch tiến tổn thương phổi tiến triển nặng thì các cái biến chứng của ECMO thì chúng ta biết là ECMO là một cái kỹ thuật nó tuần hoàn ngoài cơ thể thì bệnh nhân có chảy máu và tắc mạch vì liên quan đến các quá trình sử dụng chống đông và liên quan đến các cái can thiệp cũng như là các cái vật liệu trong mạch máu thì các nghiên cứu các tác giả thấy tỷ lệ chảy máu từ 30 đến 50% là có bệnh nhân có thể có nguy hiểm và như tác giả của Matt Jeffy thì ông ta thấy thì tỷ lệ chảy máu từ 56% và cái tỷ lệ chảy máu thì cái còn các tác giả khác thì cái thấy là cũng là vì chảy máu nên là phải truyền rất nhiều máu và cái tỷ lệ mắc thì tắc mạch thì có tác giả lên đến 53% tỷ lệ chảy máu là lên 56% Hackley thì ông ta thấy các tỷ lệ chảy máu là tắc động mạch phổi khoảng 10% ở nhóm bệnh nhân ECMO về thang điểm PrEP thì đây là một cái thang điểm để mang lại yếu tố tiên lượng cho bệnh nhân
thì được phát triển bởi đầu tiên bởi Smith và các cộng sự năm 2014, thì dựa trên 2.355 bệnh nhân điều trị bằng kỹ thuật ECMO VV tĩnh mạch. Và sau đấy thì người ta đưa vào cái chương trình nghiên cứu của ELSO năm từ năm 2010 đến 2012, cái tiên lượng khả năng sống sót của bệnh nhân tại thời điểm rời khoa hồi sức. Thang điểm rep có mấy yếu tố: tuổi, có tình trạng suy giảm miễn dịch, thời gian thở máy trước ECMO và căn nguyên gây ARDS. Thì bệnh nhân ví dụ thở máy kéo dài trước ECMO trên 7 ngày hoặc là thở máy trên 4 dưới 2 ngày. Đấy là những yếu tố mà nó không gọi là khác biệt, người ta lấy những cái mốc thời gian. Nhưng tuy nhiên gần đây thì cái mốc không phải là 2 ngày mà người ta lấy mốc 6 giờ, người ta cũng có thể là để triển khai ECMO sớm hơn nữa. Và đấy là những cái vấn đề quan trọng. Thì các yếu tố khác như là bệnh nhân có rối loạn chức năng thần kinh, bệnh nhân có nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới ngoài phổi, rồi bệnh nhân có dùng thuốc an thần dẫn cơ trước ECMO, bệnh nhân có sử dụng khí NO, bệnh nhân chuyển bicarbonate ngừng tuần hoàn và có tỷ lệ PaO2 máu trước ECMO cao ở trên 75 hoặc dưới 75. Đây là những yếu tố mà chúng ta tiên lượng. Thì tổng điểm của điểm rep là từ âm 22 đến âm 15, và người ta sẽ phân thành các nhóm. Nên nếu mà nhóm mà điểm rep cao thì có thể tiên lượng sống lên 92%, nếu điểm rep âm 6 trở xuống thì tiên lượng sống chỉ có 18%. Đấy là một trong, nhưng tuy nhiên trong hồi sức thì chúng ta cũng không phải là cứ 18% là chúng ta thôi chúng ta không dùng, nhưng mà đây là một yếu tố mà chúng ta cân nhắc. Các cái điểm preserver, điểm tiếp theo là điểm preserver, thì điểm preserver cũng được phát triển bởi Smith và cộng sự và dựa trên 140 bệnh nhân nghiên cứu ban đầu. Thì tác giả này thấy là ở các đơn vị hồi sức ở Pháp thì các tiên lượng khả năng sống sót trong vòng 6 tháng khi rời khoa hồi sức tích cực. Và về cơ bản thì cũng có giống như các điểm rep là tuổi, bệnh nhân có tình trạng thừa cân, bệnh nhân suy giảm miễn dịch, điểm sofa cao, thời gian thở máy trước ECMO trên 6 ngày. Thế trước đây thì người ta lấy 6 ngày và bệnh nhân nằm sấp, bệnh nhân PEEP cao hoặc là plateau cao trên 30. Tổng điểm là từ 0 đến 14 điểm. Và cái này thì ở khoa hồi sức tích cực thì chúng em cũng đã thực hiện từ năm 2018, sau đấy nó kéo dài đến 2020, và chúng em thấy số liệu tiến hành nghiên cứu mô tả hồi cứu và cỡ mẫu là cũng nên làm mẫu thuận tiện, và hồ sơ bệnh án nghiên cứu thì đầy đủ và theo phần mềm thống kê y học. Về tiêu chuẩn lựa chọn thì chúng em chọn bệnh nhân theo định nghĩa của ARDS năm 2012 của Berlin và điều trị bằng kỹ thuật VV-ECMO. Tiêu chuẩn loại trừ các bệnh nhân dưới 18 tuổi mà bệnh nhân phải chuyển VA-ECMO hoặc là bệnh nhân có kết hợp VV và VA-ECMO. Về các cái đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì chúng em thấy là các cái chỉ số nghiên cứu và các biến số như tuổi, giới, BMI, tiền sử ghi chép theo thời gian trong hồ sơ bệnh án, các thời gian thở máy trước ECMO, nguyên nhân ARDS, mà các cái nguyên nhân như vi khuẩn, do virus, rồi do viêm sặc, do chấn thương, những nguyên nhân khác, các chỉ số và các biến số nghiên cứu khác như mức độ nặng, các thông số thở máy trước ECMO, nguy cơ chảy máu, thông khí, thông số máy thở trước ECMO, các xét nghiệm và các phương pháp điều trị như nằm sấp, truyền bicarbonate, an thần giãn cơ và lọc máu liên tục. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu tiếp tục thì chúng em thấy là các tình trạng lúc rời khoa hồi sức và sau khi rời khoa hồi sức 6 tháng thì chúng em theo dõi bằng cách gọi điện và trao đổi với gia đình bệnh nhân, đánh theo dõi cho bệnh nhân điểm số rep và điểm preserver tại thời điểm trước khi tiến hành ECMO. Đây là cái sơ đồ nghiên cứu. Thì các bệnh nhân vào thì chúng em sàng lọc, thế nếu bệnh nhân có PDF trên 150 thì theo dõi và chúng ta cân nhắc khi mà bệnh nhân có tình trạng chuyển xấu. Còn nếu PDF dưới 150 thì chúng ta an thần giãn cơ, huy động phế nang, nằm sấp. Nếu không bệnh tình trạng không cải thiện, PDF tiếp tục giảm dưới 80 thì bệnh nhân được đánh giá ECMO ngay trong vòng 3 giờ đồng hồ, và nếu có chống chỉ định thì loại, nếu không chống chỉ định thì thực hiện ECMO. Và sau khi đấy thì theo dõi, và nếu bệnh nhân thành công thì về theo dõi liên tục sau khi bệnh nhân ra khỏi khoa hồi sức tích cực. Về kết quả và bàn luận thì một số các đặc điểm chung thì các cái nghiên cứu của chúng trong số các nghiên cứu trong nghiên cứu 30 bệnh nhân ban đầu thì chúng em thấy là có 57% là bệnh nhân nam và 43% nữ. Về tỷ lệ nam nữ thì cũng tương tự như các nghiên cứu khác trên thế giới, và các tác giả thấy có vẻ xu hướng nam nhiều hơn. Về các một số đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu thì chúng em thấy là cái tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 43 tuổi. 43 thì cái nghiên cứu này cũng tương tự nghiên cứu của Phạm Đăng Thuần và các nghiên cứu ở trên thế giới. Tuổi trung bình ở đây tuổi lao động, đó là tuổi nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình mà chúng ta điều trị cho người bệnh khi mà chúng ta hồi phục một bệnh nhân cấp tính. Điểm SOFA trung bình là 6 đến 6,7 cộng trừ 3 điểm. Đây là một trong cái suy đa tạng nhiều, và điểm APAS một điểm APAS cũng cao là 17,8 cộng trừ. Và các cái bệnh lý nền trước ECMO, ví dụ như chúng em hay gặp là các bệnh như cúm, viêm phổi do cúm chiếm 30%, viêm phổi do vi khuẩn chiếm 10%, đụng dập phổi có 6,7%, sốc nhiễm khuẩn và
chảy máu phế nang cũng có, nhưng đây là chúng ta gặp rất nhiều các nguyên nhân, mà tuy nhiên là cúm là một trong những vai trò quan trọng. Thì trước đây thì chúng em làm đề tài này chưa có virus, thì nó là một phần trong cái đề tài nhà nước và để đáp ứng với các kỹ thuật cao để đáp ứng với đại dịch. Thì lần này chúng ta có đại dịch COVID-19 nó cũng đã bùng lên, thì chúng ta cũng đã có sẵn sàng về mặt trang thiết bị kỹ thuật. Về tiền sử thì các bệnh nhân mà chúng em thấy là tiền sử tăng huyết áp, xơ gan, tiền sử lạm dụng rượu và sử dụng corticoid, hoặc sử dụng corticoid kéo dài, hoặc suy thận mạn. Thế sử dụng corticoid kéo dài và tăng huyết áp là hai cái yếu tố cũng hay gặp ở các bệnh nhân này, và chúng em thấy là sử dụng corticoid kéo dài là một trong những bệnh nhân làm cho bệnh nhân thất bại sau này nặng nề hơn. Về mức độ nặng thì chúng em thấy điểm APAT là diện nhóm sống và nhóm tử vong thì không có sự khác biệt, nhưng nhóm sống và nhóm tử vong, nhưng có thể là cái nghiên cứu cái số liệu thì chúng em cũng chưa thực sự nó nhiều như trong cái tác trong của các nghiên cứu của Smith. Về điểm SOFA thì thấy giữa nhóm sống và nhóm tử vong có là chúng ta thấy là cũng không có sự khác biệt mức độ nặng giữa hai nhóm. Về các nguyên nhân thì chúng em thấy là cái nguyên nhân viêm phổi do không rõ nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất ở các cái nghiên cứu Kruger Đức, thì ông ta chỉ thấy là có 9% là không xác định được nguyên nhân. Nên là chúng ta ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là trong điều kiện chúng ta không xác định nguyên nhân tương đối nhiều. Đây, còn các virus thì chiếm 30% và vi khuẩn chiếm 10%. Về các biện pháp điều trị trước ECMO thì tất cả bệnh nhân đều được dùng an thần giãn cơ, và chúng em thấy là tất cả bệnh nhân dùng an thần giãn cơ có 18 bệnh nhân trên 30 bệnh nhân phải dùng sử dụng thuốc vận mạch, có 24 phần trên 30 bệnh nhân là phải sử dụng thuốc phải lọc được lọc máu liên tục. Về kết quả điều trị thì tỷ lệ điều trị thì 100% các bệnh nhân được thực hiện ECMO thành công, có là không có biến chứng gì ngay trong quá trình thực hiện, và tỷ lệ ca ECMO thành công thì có 56,6%, và tỷ lệ sống trên 6 tháng là cũng là 56%. Thì đây là một trong cái mà các bệnh nhân được ca ECMO thành công và được xuất viện thì đều sống sau khi sau 6 tháng. Về nguyên nhân tử vong của các đối tượng nghiên cứu thì chúng em thấy là nguyên nhân tử vong ấy thì phần lớn là các trường hợp là gì, do phổi nó không hồi phục, mà các nguyên nhân hồi phổi không hồi phục liên quan đến chảy máu phổi, chảy máu phế nang và đụng nhập phổi. Và cái nguyên nhân thứ hai gây là bệnh nhân tử vong này do nhiễm khuẩn bệnh viện, là khi bệnh nhân làm ECMO sau đấy thì bệnh nhân có xuất hiện các nhiễm khuẩn bệnh viện khác, ví dụ như là có Enterobacter hoặc là Klebsiella. Thì các tác giả trên thế giới cũng thấy là nhiễm khuẩn bệnh viện hoặc như nhiễm trùng máu, nhiễm trùng hô hấp từ tỷ lệ tương đối cao. Và theo dõi sau 6 tháng thì chúng em thấy là cái tỷ lệ sau 6 tháng thì các bệnh nhân sống, đó là từ lúc ra viện cho đến nay thì không có biến chứng và không có di chứng. Và tỷ lệ sống ở các nghiên cứu của một số tác giả thì thấy là như Kang thì thấy tỷ lệ sau sống sau 6 tháng của ông ta có 23%. Thì trong một cái nghiên cứu đa trung tâm ở 27 nghiên cứu của các tác giả cho thấy là cái tỷ lệ sống từ dao động từ 33 cho đến 76%. Về các yếu tố tiên lượng thành công thì tại thời điểm mà bệnh nhân điểm Z trung bình của các nhóm nghiên cứu của chúng em, trong nhóm nghiên cứu chúng em là 2,93 cộng trừ 3 điểm. Các điểm nhóm sống thì có thì điểm Z cao hơn và nhóm tử vong có điểm Z thấp hơn, vì cái sự khác biệt giữa điểm Z trung bình của nhóm sống là 4,32 điểm. Thế thì với khoảng tin cậy là giới diện tích chất đường cong là 0,69 thì khoảng tin cậy 95%, thì chúng em thấy là đây là một trong cái yếu tố mà chúng ta có điểm Z cao thì có lẽ chúng ta tin lượng là khả năng chúng ta thành công cao hơn. Thì kết quả cũng tương tự như của Kang và cộng sự, và nhóm tử vong của Kang và cộng sự cũng có điểm Z thấp hơn so với nhóm sống. Còn Linh Dinh và cộng sự thì cũng thấy là cái điểm rốc cũng 0,76 và với điểm cắt là 3,5 điểm, nên là chúng ta thấy là 3,5 điểm là một giá trị có thể tiên lượng để bệnh nhân thành công cao. Thang điểm Red thì trong nghiên cứu chúng em thấy là phân thành các nhóm từ nhóm 1 cho đến nhóm 6. Nhóm 1 là cái nhóm mà có điểm Red cao thì thấy 100% bệnh nhân sống khi điểm Red 5 bệnh nhân và sống, còn là cái này cũng tương tự như cái nghiên cứu trên thế giới. Và cái điểm thang điểm từ 3 3 thang ghép độ phân nhóm 2 thì từ 3 đến 5 điểm thì cái tỷ lệ sống là tổng số còn tỷ lệ sống là bệnh nhân là có 16,7% và tỷ lệ tử vong là 30%. Thì các cái điểm này cũng Kính có thưa khi chủ so tọa sánh đoàn, giữa kính thưa nhóm sống và nhóm tử vong thì cũng thấy là có sự khác biệt, chỉ có là nhóm sống thì có điểm có cái phân giữa các phân nhóm này thì nhóm sống có điểm cao hơn so với nhóm tử vong. Cái thang điểm thứ hai là thang điểm preserved. Preserver thì sang điểm preserver thì điểm trung bình trong nghiên cứu của chúng em là 33 3,3 cộng trừ 2,5 2,45 điểm, và cái nhóm sống thì có điểm preserver thấp hơn so với nhóm tử vong. Cái nhóm tử vong thì có điểm preserver cao với
Khi so sánh giữa hai nhóm thì thấy có sự khác biệt, và với diện tích giữa đường cong là 0,76 và với B là 0,13. Cái tiên lượng sau 6 tháng sau khi rời khoa hồi sức tích cực mà thì chúng em thấy là theo các nghiên cứu như trên thế giới thì điểm của Cang và cộng sự thế là điểm diện tích giữa đường cong là 0,66, và cả Cang và các cái cộng sự khác thì cũng thấy tương tự như điểm Preserver, họ cao hơn là trung bình là 6,6 điểm và điểm nhóm sống là 5,4 điểm, nhóm nhóm tử vong là 7,0 điểm. Thì cái về mặt nghiên cứu thì chúng em thấy là giữa nhóm sống và nhóm tử vong thì cũng có sự khác biệt. Về vai trò của các yếu tố liên tượng khác như thời gian thông khí thì chúng em thấy là trong nghiên cứu thì chúng em thấy là thời gian thông khí mà kéo dài trên một ngày thì nhóm thành công là 69,2%. Nghiên cứu nếu mà nhóm thất bại là 30%, đó là gì, nhóm nghiên cứu nhóm thở máy trong nhóm chúng làm ECMO sớm thì cái tỷ lệ thành công cao hơn so với nhóm thành công cao hơn, và nhóm thất bại khi mà thở máy trên một ngày thì nhóm thất bại có tỷ lệ cao hơn so với nhóm thành công. Thì cái này cũng tương tự như các tác giả như Putra thì ông ta cũng thấy là cái tỷ lệ thời gian thở làm ECMO trung bình là 3 ngày, đó là từ ngày thứ nhất cho ngày thứ 20, và thời gian thở máy trung bình trong nghiên cứu là thời gian thở máy trung bình trong nghiên cứu là 24 cộng trừ 21 ngày, nó rất dao động. Về kết luận thì thấy tỷ lệ thành công về mặt kỹ thuật là 100%, về ca tỷ lệ ca thì máy thành công ECMO trong vòng và sống sau 6 tháng là 56,6%, về điểm rep có giá trị khi trên 6 điểm thì có là có tỷ lệ tương đồng với sống thực tế, là bệnh nhân sống 100%. Điểm preserver là có khả năng phân loại và tiên lượng tốt ở bệnh nhân ECMO có ARDS nặng được điều trị bằng kỹ thuật ECMO tĩnh mạch. Em xin trân trọng cảm ơn.